này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ôi các bạn ơi, các bạn có biết Happy đang ở đâu không nè? Đây là đại dương đó. Hôm nay Happy với chị Panda sẽ đi giải cứu nạn tiên cá nha. Trời ơi, vậy mà nãy giờ chị Panda tưởng đâu là Happy dẫn chị Panda xuống đây đi bắt cá chứ. Trời ơi, cái này mình đi giải cứu nạn tiên cá mà chết ôm khi con cá đậu trên đầu chị Panda. Chị sẽ Panda sẽ đem con cá này để nhử con cá kia ra đúng không? Đúng rồi, để làm bùa hộ mệnh đi chị Panda. Trời mà nạn tiên cá biết bơi mà, hơi đâu mà xuống đây mình cứu Happy. Tại vì á, đó là một cô nạn tiên cá thật là xinh đẹp, nhưng mà bơi vì một cô nạn tiên cá xấu xa bắt cóc đó. Tại sao nàng tiên cá xinh đẹp lại bị nàng tiên cá xấu xa bắt cóc vậy nhỉ? Tại vì do bả ghen tị với sắc đẹp của cô nàng tiên cá ấy. Đúng rồi, mình đẹp quá nó cũng mệt mỏi lắm đó Happy. Như chị Panda nè, đẹp là lúc nào ai cũng muốn bắt chị Panda hết đó Happy. Trời, chị Panda đẹp hơn Happy không? Đẹp chứ, Happy nhìn đi, nhìn mặt chị Panda là biết chị Panda đẹp rồi. Thôi đừng có nói nhiều nữa, bây giờ mình hãy đi giải cứu cô nàng tiên cá ấy đi. Trời, biết ở đâu mà giải cứu? Thì bây giờ mình nhảy lên những cái bông hoa này để lên cái đống cát đó là chị Panda. Ồ vậy đó hả? Nàng tiên cá trên đống cát đó, đó hả? Nè đúng rồi, bả là chị Panda. Đâu chị Panda lại đó? Bà đứng trên đây nè. Ồ sao bà đứng yên như một bà điên vậy? Tại bả đang bơi đó chị Panda ơi. Ồ bơi tại chỗ hả? Đúng rồi đó. Ôi dồi ôi, dưới này khó đi quá Happy ơi. Chị Panda vừa nói khó đi cái thằng chị Panda qua được luôn rồi. Ừ, hả? Ui nhảy lên những con sao biển nè, ở dưới đây có biển. Những ở dưới đây có những cái con mà gai điện nè chị Panda ơi. À cái đó con đó là con chôm chôm á Happy. Tự con chôm chôm lạ, tên nó lạ vậy mấy bạn. Ôi con này đâm vô da mình. À chị Panda biết con đó rồi, con đó kia mà là con mãng cầu của Happy, con mãng cầu gai. À chị Panda biết rồi đó, con mãng cầu gai đó các bạn ơi. Mãng cầu quá kêu, chị Panda lấy được một trái tim. Nếu như mà các bạn thấy chị Panda nói đúng thì các bạn hãy nhớ like và share cho mình nha. Trời ơi, té xuống dưới mãng cầu gai nó sẽ đâm ót kêu. Mãng cầu gai. Với lại ở dưới đây nó có cái gì vậy Happy? Acid. Oh my god, ở dưới biển nó có acid các bạn ơi. Ê Happy ơi. Hả? Chị Panda nói cho Happy nghe nè. Sao? Chị Panda mới đi ngược lại luôn á Happy. Trời, chị Panda hay quá. Chị Panda khôn thiệt luôn á. Đang đi thẳng chị Panda đi ngược lại thôi. Happy không đợi chị Panda đâu, Happy sẽ đi trước chị Panda. Trời ơi, Happy thích giải cứu nàng tiên cá trước chị Panda luôn rồi. Đúng rồi. Trời ơi, đây có những cái con gọi là bọ ngựa. Ủa cái gì vậy? Con cá ngựa lâu. Con này là con cá ngựa, nó không có cần đi bằng cái chân đâu Happy. Nó ngoéo bằng cái đuôi đó, nó móc lên nó bơi. Happy. Nó thâm cũng đâu có sao đâu mấy thâm thì chị Panda ngỡm đó, chị Panda sồi bột mép đó. Trời ơi xuống dưới này thì á giờ nó không thâm cũng sồi bột mép thôi Happy. Ơi chị Panda, Happy biết cái này nè, chị Panda coi chừng nó ngậm lại là chị Panda ngỡm á nha, chị Panda phải chạy nhanh quá. Vậy là mấy cái này là mấy con sò đúng không? Đó không, nó khép miệng rồi kìa, nó ngậm chị Panda lại cái chị Panda rồi nè luôn. Nó có ngọc trai trong đó Happy thì chị Panda lụm đi. À nó ngậm chị Panda trong đó thì chị Panda sẽ bị nó tiêu hóa thành cái gì đó. Thành cái con người chơi xong. Ôi chị Panda ơi, như gì? Ở đây có những cái ván gỗ và những con cua. Con cua à? Chứ nhưng mà chị Panda coi chừng là mấy con cua này nó cạp chị Panda nha. Ơi, nó chạy qua này cái sao mình nhảy lên. Trời, cái con cua nó sẽ kẹp mình đó. Trời ơi, chị Panda giữa ẹt rồi thấy không? Chưa hết đi qua nè. Rồi nhảy quá đi chị Panda, đừng có nhảy qua mình đó. Đi hẳn đó. Trời ơi, Panda đi hẳn của ta đi nhảy qua mình rồi. Nó mệt mỏi. Happy nói sao á, chị Panda đi như vậy nó sẽ an toàn hơn. Ủa cái gì vậy? Mấy con cá hình như là cá đuối. Chị Panda biết con cá đuối đó Happy. Ôi ơi, cá đuối rất là nguy hiểm luôn Happy, thật là sợ hãi mấy cái con này. Con cá đuối nó đang đuối đó, nó đang đuối ở dưới nước. Nó bơ vòng quay. Ui, ở dưới đây có hai cái mũi tên này, đi vô hai cái mũi tên này là một cái tầng hầm chị Panda ơi. Ủa sao dưới này nhiều cái cống vậy quá Happy? À, cá mập kìa chị Panda ơi. Con cá mập nè, cái bà này tiên cá nè, bà kêu là theo bà. Ôi, mình phải đi theo bà hả? Đó là bà này tiên cá mà xinh đẹp Happy nói đó. Ồ vậy bà bị bắt rồi tại sao hả? Mình bà giờ bà còn đây thì một hồi nữa bà mới bị bắt chị Panda. Ôi chứ sao chị bơi dưới này nhìn cái dáng chị quá đẹp nè Happy ơi. Chị Panda bơi từ từ coi chừng mấy con cá mập nó bơi trúng chị Panda ngợm của tỏi nó nghe. Ôi, đâu rồi Happy đâu mất rồi? Trời ơi, cá mập này nó cứ tông về hướng Happy hoài. Trời ơi, Happy đã được gọi là tái sinh ra cái gọi là cái ống cống rồi nè. Ủa? Trời ơi, bà Panda nó tụt xuống hết hồn. Cái ống cống này hình như là cái bao tử của con cá Happy. Trời ơi, bao tử nào vậy chị Panda? Không phải hả? Ui chị Panda, ở dưới này có mấy cái con gì nè, cá điện chị Panda ơi. Ồ, con cá điện hình như nó tên là cá chành đó Happy. Cá sứa, có mấy con sứa đó nè. Thôi con sứa đục vô nó ngứa lắm á. Đúng rồi, trời ơi, mà sứa quá trời nhìn đẹp á. Ơi, có viên ngọc nè. Lộn không? Bị bao vây rồi. Ơi, bị bao vây rồi. Thôi chị Panda tốt nhất là không nên lấy nè chị Panda ơi. Còn chị Panda té luôn đó. Thôi nguy hiểm quá, chị Panda sẽ không lấy luôn. Rồi thôi để Happy đi trước chị Panda nha. Chờ chị Panda không biết đường Happy. Ô bà ơi. Rồi xong mà Panda mới đi ngược là thấy gì vậy? Hey,
hên quá chị Banda gặp Happy rồi nè. Nè đây là những con cá nó phải bơi qua, mình phải nhảy lên những cái này với con cá là nó bơi qua phát lên luôn á chị. À trời ơi, chị mới bay qua đầu một con cá luôn đó Happy. Ghê vậy. Đúng rồi, ơi chị cũng không ngờ luôn đó. Hay ghê. Đi đi thôi nào. Ê chị Banda, bây giờ chị Banda chọn coi là bên trái hay là bên phải. Bên trái hay bên phải? Chị Banda chọn bên phải là đúng. Đúng rồi, bên phải. Ủa thiệt luôn hả? Thì chị Banda qua đi, chị Banda biết. Nè. Thấy không? Wow, vậy sao nãy mình không đi thử bên trái có gì không ta? Không, bên trái thì chị Banda ngẫm của tỏi đó. Ôi mà trời. Tại vì bây giờ đây là đường đúng đúng không? Là đường kia sẽ là đường sai, là mình sẽ bị ngẫm của tỏi. Ê, ở dưới này kho báu quá trời luôn nè Happy ơi. Cái này là cái ổ khóa, bây giờ mình phải đi lục rương để mở cái ổ khóa ra đó chị Banda ơi. Ủa? Chứ bây giờ mình không cần tìm kho báu đâu. Ê, Happy tìm được chìa khóa nè. Ê, chị Banda thấy cái rương này mà mở thì không có chìa khóa. Thì chị Banda mở trong vòng một hồi là có à. Rồi Happy tìm được cái chìa khóa, Happy đi qua luôn rồi nè. Chìa khóa đâu chị? Chị Banda với Happy. Không, Happy không chỉ đâu. Ôi Happy làm ơn làm phước đi. Trời ơi, để chị Banda tự tìm chắc thứ ngày mai luôn quá Happy ơi. Trời ơi, Happy tới cái khúc này có mấy cái con gọi là quả địa cầu nè. Ôi, quả địa cầu gai hả Happy? Trời ơi, nó chặn đường lại luôn rồi sao mà Happy quanh lại được. Happy hả, đâm nó luôn. Trời ơi, vậy mà cũng sợ. Trời ơi, ở đây là gọi là axit nè. Ồ, cặn ở dưới đây chị Banda. Ở dưới đó. Ồ, cặn bẩn là nó sẽ lặn ở dưới này chứ nó phải nổi lên trên hả Happy? Đúng rồi. Vậy mà chị Banda tưởng tượng nó phải nổi lên trên chứ. Gì vậy? Cậu đi gì cũng té nó muốn tao heo. Trời ơi, Happy thật là ngu ngốc. Ngu ngốc đâu chạy. Á! Ở sao mà Banda mới chạy vậy? Trời, chị Banda bị gì vậy? Chị Banda đi. Ôi, bị Banda đang thấy nạn tiếng cá Happy ơi. Nè thấy không? Con này tiếng cá này bị bắt cóc nè. Mô vô có một bộ da màu màu mà. Nó đang bị kẹt ở trong một cái lồng mà người ta nhốt mấy con heo á. Gì vậy trời? Thấy không? Ai nuôi ai nhốt heo dưới đây chị Banda? Ôi da, cái gì xanh lẹ dữ vậy? À, mình phải ném cái xanh lè này ra, cái này là những cái tia cực tím đó. Ồ, tia cực tím hả? Tia cực tím này dưới này thì mình đi giỡn á. Giờ làm sao đây, quá trời heo. Rồi à, cái mình cử thiền nè. Nè bả này nè, hãy cứu tôi kìa. Bây giờ mình cứu cái bà làn da đỏ này mới được. Cứu bằng cách nào? Bằng cách leo lên thiền. Ủa này dưới nước có lên thiền lắm vậy? Đúng rồi, thiền ở dưới là thiền bị đắm không mà làm sao mà cứu được. Không, nhưng mà Happy có thể cứu bả được. Quá nè, cái bà này tiên cá này đã bắt giữ cái cô nàng tiên cá xinh đẹp màu da đỏ kia. Ồ, cái bà này tiên cá xấu xí đó. Đủ đã xấu mà còn ác nữa. Người ta xấu thì người ta phải hiền lành một chút đi chứ. Trời ơi, nãy giờ Happy giải cứu bả mà Happy giải cứu không được kìa. Bả mở con mắt tôm của bả ra, bả nhìn Happy chằm chằm. Happy đâu có quan tâm đến cái việc mà giải cứu cái cô nàng tiên cá này đâu. Có chừng một hồi á, bả bắt luôn Happy đó. Sao mà bắt được? Trời ơi, mém xíu đó rồi, mém xíu là con cá nó tông Happy rồi. Rồi xong luôn, đi vô cái ống cống nữa rồi. Ô, Happy đã xuống cái ống cống này rồi nè. Trời ơi, chị Banda cũng hồi xanh rồi nè. Ha, đây là những cái khói á, chị Banda này là khói độc á. Trời ơi, bây giờ mình phải bơi khỏi. Ý là mình né những cái lỗ này ra đó chị Banda. Ở dưới biển mà có khói độc hả ai? Cái này hình như là cái chỗ mà nước nóng Happy. Đúng rồi, nó phun khói nóng lên. Trời ơi, nóng quá, nóng quá. Là khói độc. Thấy không, Happy nói rồi, mấy cái lỗ này nè, nó phun khói lên đó. Ê, mình làm sao cho nó tắt đi? Ờ, đâu làm sao là mình chạy qua. Rồi. Thôi chị Banda này nhấn chết cái đầu á, để Happy đi luôn chờ. Wow, trời ơi, có những cái con cá gọi là. Ui, sao nó có cái bóng đèn trên đầu nè. Con mắt nó sáng ngực, nó nhìn thấy ghê đúng không mấy bạn ơi. Thôi bây giờ không phải là lúc mà mình thấy ghê là mình phải bơi ra khỏi đây mới được chứ không. Hồi nó lại nó táp mình luôn á. Oh my god, dưới đây có kim cương. Trời ơi, kim cương đâu, trời, chị Banda tới lấy với Happy. Chị Banda đang tới. Tại lên đầu. Kim cương đâu, oh my god. Nhắc tới kim cương là các bạn. Đâu, kim cương đâu, kim cương đâu ơi. Ủa da, sao chị chui xuống cái cống rồi? Kim cương ở đây nè trời. Ủa? Thôi, Happy không nói nhiều, chị Banda là chị Banda lo lấy kim cương đi, Happy đi trước chị Banda giờ. Trời ơi, kim cương nó có lấy được đâu, dụ chị Banda không? Trời ơi, mấy con sứa này, nguy hiểm á. Ê, chị Banda đừng có đụng với mấy con sứa nha, chị Banda ngợm đó. Ôi, mấy con sứa đó là sứa lửa đó. Ê, nhìn thấy ghê quá à. Ôi, mấy con sứa này ai nhợm cho nó mà nó đỏ le đỏ lét, thấy ghê quá. Nhìn kinh dị quá chị Banda ơi. Sứa này hình như là sứa độc đó Happy. Đúng rồi, sứa độc đó. Ê Happy, chị Banda bơi nhìn cái chân chị Banda uyển chuyển rất là đẹp luôn đó Happy. Ờ, dĩ nhiên rồi, nhưng mà Happy bơi đẹp hơn chị Banda. Nè Happy, nhìn chị Banda đi. Ha ha, chúng may mắn khi tìm thấy cái sẻn. Biết rồi, bà này bà lắp đá là bà không cho mình đi qua nè. Nên bây giờ mình phải lấy 3 cái sẻn. À, mình lấy sẻn để mình đào cái đá trong cái ống cống đó đúng không? Đúng rồi, mình phải lấy 3 cây luôn á chị Banda. Ờ, ở dưới này chị Banda thấy 2 cây nè. Dĩ nhiên rồi, thì mình lấy một cây xong mình đào một lớp. Cái xong mình đào hết nhiều đó lớp là mình xong đó. Như vậy là một cây mình đào một lần là nó gãy rồi hả? Đúng rồi, mấy cây mình nó dởm lắm đó, nó dưới nước nó ăn mòn đó chị Banda. Ôi trời ơi. Thôi mình đừng có suy sụp tinh thần, bây giờ mình hãy cố gắng để gọi là hoàn thành cái bước này đi chị Banda ơi. Trời ơi, phải cứu cái bà đó nữa nghe, khổ sở quá. Trời ơi, cây sẻ nó bự.
Nó bự chảng. Nó bự chảng tàu bố luôn. Rồi còn mấy con cá này nhìn nó thấy ghê quá chị Bình ơi. Nó cứ bơi mà cái mặt nó chỉ lên đầu á. Ủa rồi cái mặt nó chỉ lên trời. Hebi mở được cái cánh cổng này nè, vui quá đi. Oh my god, trời ơi. Cái gì vậy Hebi? Trời ơi, chị Bình ơi. Cái gì, cái gì? Ở đây có nguyên một cái bộ xương khổng lồ luôn đây này. Trời ơi, cái đó là chắc là xương cá voi hay gì đó. Cái biển không? Trời ơi, chắc chạy đó chị Bình nè. Thôi thôi. Có gì đâu mà quảng sợ Hebi. Để Hebi gán, Hebi khiêng cái cục này. Ê, Hebi khiêng cái cục này để Hebi đi về nhà của Hebi mới được. Chưa dưới nước bài đến thở nãy giờ á. Đến thở nãy giờ thở không được luôn á chị Bình nè. Ồ, cái đó là cái bình oxy hay sao mà Hebi đem về thở được? Ý Hebi là nãy giờ Hebi dưới nước á, Hebi đâu thở được đâu, thấy không? Oh my lý bà bồ. Nè, à, cá đâu cũng vừa. Oh my god, cái xương này nó bự. Mình chưa được một khúc xương của nó nữa. Trời ơi, vậy là cái con cá đó là cá sống ngàn năm đó. Nó bự lắm luôn á. Con cá đó chắc là nó 1000 tuổi luôn á Hebi. 200 tuổi. Đó là 200 tuổi luôn rồi đó chị Panda ơi. Úi. À, là phải nhảy lên cái bông này hả? Ồ, thì ra là vậy, giờ mới biết á. Nhảy lên cái bông này. Sao mấy cái bông này nó có thể gọi là ở dưới mặt nước được hay nhỉ? Ê sao nghe mặt nước nghe nó kỳ kỳ. Bông ở dưới mặt nước. Trời ơi, cái này là ở dưới đáy đại dương đó chứ không phải mặt nước đâu. Ủa sao Hebi đứng ở đây rồi? Là sao vậy? À mình phải đi qua bên đây hả? Hebi thấy cái mũi tên này nhảy lên đây cái sông chọi qua hướng này. Rồi nhảy lên cái này hả? À vô cái khe. Ủa nó chảy gì vậy trời? Trời ơi Hebi quên gạt cần gạt rồi. Bây giờ phải quay lại để gạt cần gạt. Ủa hello chị Panda. Trời ơi chị Panda gạt cần gạt nãy giờ luôn rồi nè Hebi. Hebi gạt cho cái này nó sập xuống rồi Hebi sẽ đi qua nha. Đi thôi nào chị Panda ơi. Ủa mình nhảy qua đó hả? Tụi sao cái bông đó nó nhìn nó tàn hình như vậy mà nhảy qua được hả? Đâu có tàn hình đâu chị Panda, nó chỉ là màu trong suốt. Ôi trong suốt quá chị Panda không thấy đường luôn. Hebi rồi ngẫm tỏi. Trời hồi nãy Hebi quên gạt cần gạt cái Hebi nhảy lên cái hàng rào. Hebi ủa sao không qua được vậy? Cái mới nhìn lại cái mới biết là chưa có mở cửa luôn á. Trời ơi cái này là cái bà gọi là nàng tiên cá ác quỷ nè, mắt sáng rực luôn. Ủa cái đó là cái mặt của bà hả? Mà bộ mặt thật của bà đó hả Hebi? Đúng rồi hồi nãy đó, hồi nãy Hebi có cho chị Panda xem rồi đó. Ôi nhưng mà xem cái lúc đó cái mặt bà đâu phải vậy đâu. Ờ cái này là cái tượng đá của bà. Oh my god, thì ra là bà lấy đá bà sắp ra thành cái mặt của bà. Bà này cũng hay thiệt. Bà này mà. Bà làm cái mặt của bà thật là đáng sợ ở dưới này luôn đó. Trời ơi mặt bà vậy thì bà phải làm vậy thôi chị Panda. Rồi tới khúc chiến đấu với bà kìa. Thấy không, bà đang nhốt cái nàng tiên cá gọi là ơi đẹp gái ở trong kia. Còn bà này là bà độc ác đó. Ủa gì vậy, bà nào rút cuộc bà nào bà độc ác? À cái bà màu xám là bà độc ác đúng không? Đúng rồi. Ôi sợ quá. Còn bà da đỏ là bà hiền hả? Đúng rồi. Ủa tại sao cái bà màu xám này, bây giờ mình làm sao? À lấy cái bà tiêu này phóng bả. Kêu bà tiêu à. Kêu hoàng bà tiêu phóng bả. Ôi trời ơi cái bà tiêu này nó ngu quá. Trời bà này một lần bà phóng ra có mấy cái bà tiêu mà bà đặt ra rẻ à. Phóng một lần ơi bà tới 1000 máu luôn đó chị Panda ơi. Trời ơi máu đâu mà dữ vậy? Chắc là bà gì ta, bà uống thuốc hồi này. À bà có thuốc hồi máu đúng không? Đúng rồi bà có thuốc hồi máu á. Không thuốc tăng máu luôn á chứ không phải hồi máu nữa trời. Chéo. À mất máu. Hai. Phóng nè. Phóng nè phóng. Phóng nè. Ủa sao bà khổng lồ dữ vậy? Trời ơi bà tu luyện ngàn năm mới được bự vậy đó. Không bà cao có 2m thì chị Panda ơi. Trời ơi cao 2m là lùn hơn chị Panda đó. Chị Panda tới 2m rưỡi là nó Hebi. Vậy còn Hebi tới 2m4 rồi nè. Chị Panda hả dài thằng lòn thôi. Nhưng mà tại vì bây giờ chị Panda không muốn dài ra. Bà chạy rồi kìa, bà chạy đi rồi kìa. Trời ơi Hebi đã cứu được nàng tiên cá rồi kìa. Oh my god. Nhảy Hebi nhảy nha. Trời ơi Hebi nhảy điệu cuồng phong Lapada Sida. Vui quá đi. Ủa rồi sao tới khúc cuối cái hai bà này bà ngồi chung với nhau là sao vậy? Ờ bây giờ hai bà kết thân đã đàm đảo nhau hình hai người bạn thân rồi đó Hebi. Ờ chắc vậy đó chị Panda ơi. Ô là la như vậy cũng phải đặt nhốt lại cho mình mệt mỏi nữa Hebi. Chắc là có những chuyện xảy ra, những chuyện không vui xảy ra. Có những chuyện không thể nào nói ra. Và mấy bạn ơi ngày hôm nay Hebi với lại chị Panda cũng đã giải cứu được nàng tiên cá rồi. Nàng tiên cá gọi là tốt tốt bụng. Và đã giải cứu được một nàng tiên cá ác độc luôn ngồi kế bên nhau luôn. Và nếu như mà các bạn thích Hebi với chị Panda trốn thoát hay là giải cứu nữa thì hãy nhớ like và share cho Hebi với chị Panda có động lực để làm những video trốn thoát cho mấy bạn xem nha. Và bây giờ thì chúc các bạn mới vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.